Welcome back. Now that you've experienced life as an assassin, are you willing to take up the fight and join us? Deacon, load the file. Coming up. We lifted a media file from Abstergo last month, and the information it contains is astounding. But we won't share these things with just anyone. By pressing play, you'll be joining the assassins. If you want to fight the Templar menace, if you're willing to save civilization from Abstergo's clutches, press play, sit back, and ready yourself for the truth. Good choice. Welcome to the Assassins, Initiate. In the 1950s, it was theorized that human DNA worked via the triple helix model. Some years later, the work of Crick and Watson demolished this theory in favor of the double helix. Today, we know the double helix to be indisputably the basis of all life. So why did the triple helix theory gain so much traction? Why did Rosalind Franklin's X-rays seem to confirm it? It turns out that their initial samples had been taken from small traces of precursor DNA, the rare genes of an ancient race embedded in our own. We now know that triple helix DNA is the foundation of the precursor genome. It is the genetic Rosetta Stone of our age. If we can crack it open, if we can sequence the full precursor genome, there is no limit to the knowledge we will gain. Using Animus technology, precursor history will be open to us for the first time ever. Ancient languages will be unlocked, and ancient technology will be ours for the taking. Imagine what will be possible if we master the technology that underpins the pieces of Eden. Such discoveries would surpass 100-fold the splitting of the atom. Last year, we located a rich sample of precursor DNA in a donor whose genes contained human and precursor DNA at an incredible 25-to-1 ratio. Our work will begin with this sample. Our goal is to unravel the triple helix, sequence the precursor genome, and change the world for the better, forever. Welcome to the Phoenix Project. So, this is where we stand. Last year, Abstergo acquired the body of a man we call a Sage, one of a rare breed of humans with a surplus of ancient DNA. This sparked a search for more Sages, in the present and in the past. The more Abstergo finds, the closer they get to their final goal. We've blocked their recent attempts to find more, but Abstergo will not stop looking until they sequence a full precursor genome. So, why Arno Dorian? Why chase an assassin through the French Revolution? It turns out, at some point in his life, Arnaud came into contact with another Sage. We need you to find out when and where these meetings took place. If Arnaud was present for this Sage's death, it might lead Abstergo straight to his body. Naturally, we'd like to find it first. This is where you come in. It won't be simple. Genetic memory must be tackled in sequence to keep the data stable. But we're confident you're up to the task. And you won't be alone. Other initiates, assassins just like you, are doing their part to end this fight. If you need more training, more experience, you can call on them for help. All right. Loading the next sequence. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ tiếp tục walkthrough tựa game Assassin's Creed Unity. Và đây là phần 4 nha các bạn. Hiện tại là mình vừa mới thoát ra khỏi trong cái bộ phận hack gì của con nhỏ này, thì đây mình đã gửi cái ký ức này tới cho mình. Data will have to increase your synchronization with him and to activate his abilities. Here, have a look at this. Và hiện tại là sau cái tập 3 phần trước thì mình đã chính thức trở thành một assassin chính hiệu rồi nha các bạn. Từ đây mình có thể học kiểu như skill, các bạn thấy đây là skill melee, skill đánh gần hoặc là range.
style health thì mình nghĩ là mình nên nâng cấp cái health này đi. Tại nhiều lúc mình đánh rất là nhiều nhưng mà máu thì rất là ít. Nhiều lúc mà mình chưa kịp đánh là gì mình đã mém rồi là lăn đùng rồi chết rồi. Cho nên mình nghĩ là chắc mình dùng cái skin này đi. Có 2 điểm points thôi thì cũng được, không nói nữa nào. Chắc là mình nghĩ là nó sẽ tăng máu nhiều hơn cho mình. Stealth thì hầu như mình không có stealth nhiều dữ lắm. Thường như các bạn đã thấy là mình chơi mình cứ ramble lên. Nhiều lúc mình cũng cũng cố gắng stealth lắm rồi đó, nhưng mà vấn đề là mình muốn nhưng mà không được, nó mới ức chế. Nhiều lúc mình stealth cái là bị phát hiện rồi, cũng phải chạy một mạch vậy rồi mình hết cách làm luôn. Rồi thay vì dùng stealth mình sẽ có một số thứ khác. Range weapon, vũ khí bắn xa thì hồi thì mình nghĩ là chắc mình không sẽ không cần cái súng cho lắm. Thường thì mình có sử dụng bomb money bunch. Ôi chọi chọi tiền xuống đó kêu ta lượm vãi lên. Nhưng mà vấn đề là tiền đâu mà lắm thế mà chọi kinh vậy. Melee staggering strike, cái này là đánh làm cho đối phương chao đảo. Thì mình không biết là mình có nên nâng cấp không, hay mình không, mày cứ nâng cấp đại như thế nào. Tại vì mình cũng hết rồi, ý định nâng cấp rồi, nhưng mà để coi. Seems he was a busy guy. See that symbol? That's a co-op mission. I play a lot of games multiplayer. I don't know about you, but I thought you'd like to mix it up a little. These are missions Arno ran with his assassin buddies, so they'll give you an idea of what our organization's about. Just walk into the glitch and you'll get all the details. I've marked them on your map. Sau ngoài cái weapon ra, nó còn cho mình truy cập vào cái equipment quần áo này nọ để mình chỉnh sửa tùy màu sắc mình thích. Thì để coi xem trong đây có màu gì. Trong đây có rất nhiều là màu, nhìn rất là thú vị nhưng mà có nhiều màu bạn phải bỏ tiền ra mua nha các bạn. Thì trong đây nó đề là không gì đó, mình cũng không rõ cái đơn vị tiền của nó như thế nào, nhưng mà nó chia ra 4 loại. F mình nghĩ là tất tiền francs của Pháp thì đó mình cũng không rõ cho lắm. Một là số thì phải unlock while you play. Một số còn lại là cái tiền hình tam giác mình cũng không rõ. Còn cái còn lại là H, là các bạn phải dùng tiền thiệt các bạn để mua cái tiền mà có hình chữ H như vậy. Thì theo mình nghĩ thì mình cũng không cần thiết cho lắm. Để xem mình thích bộ nào nhất coi coi. Để coi màu nào cũng đẹp hết á. Nhưng mà mình thích màu đỏ nhất. Wildfire, tên đẹp nữa. Wildfire, ngọn lửa hoang dã. Đúng rồi, đúng chất hoang dã, nhìn màu đỏ là rất là chất. Ở đó tùy thôi, nhưng mà mình chỉ thích màu đỏ nhất thôi, nhìn nó nổi với lại nó đẹp, nổi bật trước đám đông. Còn phần đầu để coi xem như thế nào. Đầu thì quá trời luôn, nhưng mà có mỗi loại thì nó lại có cái điểm khác nhau, nó giúp cho bạn tăng health, style gì đó đó. Nhưng mình đang thấy đây thì ví dụ cái nón này thì nó tăng health nhiều, cái nón còn lại có khi nó lại không tăng health. Thì mình nghĩ là mình ui cái nón này nhìn xấu quá nhưng mà nó tăng health rất là nhiều. Mình thì cũng không có cần thiết cho lắm, mình chỉ cần cái tiêu chí là đẹp hả, chứ còn máu me thì mình cũng không cần thiết cho lắm. Nhiều lúc mình cũng đánh cũng chả để ý đâu, cho nên thấy cái nào đẹp đẹp rồi xài. Cái này nhìn bằng da nhìn cũng không được đẹp cho lắm à, nhìn giống như bằng da vậy á. Còn cái này là nhìn quá xấu luôn, cái kiểu đầu của nó không có đẹp. Này đeo mặt nạ gì trời, cái nón thì đẹp nhưng mà cái mặt nạ thì không hơi vừa cho lắm. Quanh đi quẩn lại thì thấy cái nón bình thường là vẫn là đẹp nhất đó. Áo thì áo có cái áo nãy nhìn nó heo thì nhiều nhưng mà nhìn nó xấu quá, cho nên mình cũng không thích mua cho lắm. Mình thì như cũng đã nói rồi, tiêu chí đẹp trước đi đã, rồi còn này nọ theo sẽ mình nghĩ là sau. Buy hack mình vẫn chưa hiểu rõ cái hack đó trong đó là cái gì, mà nó lấy mình sẽ tìm hiểu sau. Ủa, cái áo này nhìn cũng dễ thương lắm nhưng mà nhìn kỹ thì nó lại không đẹp cho lắm. Này là tay, tay thì mình chắc không cần thiết cho lắm. Rồi này thắt lưng mình cứ tưởng nó là cái gì chứ. Quần, quần thì tùy cái thôi, cái là mình nghĩ là mình sẽ chọn sau. Còn những cái bộ này là bộ đặc biệt hay sao? Ý có bộ trong Assassin's Creed 3 hay sao? Đúng rồi, cái là Assassin's Creed 3 rồi Assassin's Creed 1, 2 gì đó mình cũng không rõ nữa, nhưng mình nhìn nó bộ mấy bộ này quen quen đó. Edward gì đó vân vân. Weapons thì one, một tay dài nữa. Ôi nhìn nhìn vũ khí đã thế. Có khả năng chống đỡ nhiều rồi tấn công rồi gọi vải lìn ra. Buy 1.000 mấy luôn. Hát à, thì ra hát có mình nghĩ là bạn phải truy cập vào store rồi mua bằng tiền thiệt của bạn thì mới gọi là buy. Ô lộn, hát chứ, hát tiền, kiểu như hát theo đúng nghĩa đen luôn á. Tại là mình đã quay trở lại với cái phần mission rồi, thì mình đang tới cái chỗ mission dấu chấm than rất là gần rồi.
để mình cố gắng chạy lại xem như thế nào. Or not, I'm bear is nearby. Có một cái chuông đang gần. Bấm lại gần nó và bấm ô để phá hủy nó hả? Quá. Chúng ta nên đi vòng hay sao? Quanh khu này hình như mình đã vào cái khu vực cấm restricted area, cho nên mình nghĩ là mình nên cẩn thận. Mà sao trong đây nó không có ai hết, cho nên hồi mình cứ phá chuông đi tính. Mình phá chuông xong được một cái 100 đồng hình tam giác. Mình cũng không rõ tiền đó là tiền gì mà nó cho mình hình tam giác. Mình thấy thì đồ bán cũng rất ít. Nó bắt mình lên nóc nè. Để mình lên nóc xem như thế nào. Leo trèo, leo rất tỉnh. Mình tưởng là mình vô cái khu vực cấm này sẽ có nhiều người nhìn xem là mình có ở đây rồi làm cái gì không để ý chứ. Ủa còn hàng trai này nữa. Ngồi trên nóc cái gì đúng rồi á. What's the mission? The mission. Let's get your arse in position. Don't ask questions, Pisspot. I live to serve. Và bây giờ nhiệm vụ của mình á là trên phải giết mấy thằng cảnh vệ phía dưới, rồi sau đó phải phá được cái chuông. Thì cho mình đi đường vòng như thế này đi chứ. Nhảy xuống cái ào chắc chết chắc luôn á. Mấy chục mét là 32 mét ở khúc dưới rồi, thì mình để mình đi xuống cái chuông đằng kia. Thì để coi như thế nào. Chắc đường xuống đi chỗ này được, không sao. Đi chèo xuống, đi chèo xuống rồi. Từ từ nào. Climb, leap, drop, eagle vision. Nghĩa là mình drop từ từ đi. Kill the messenger with gì. Cái nhiệm vụ mình nó đang ở đây mà ta. Kill. Mình thì đang tìm, cố gắng tìm đường xuống với bạn. Từ từ đợi tí. Này sao nhảy xuống đây ta. Dây, ôi, hình như nó ta nhìn thấy mình rồi hay sao? Ôi, nó thấy mình rồi, chết rồi. Đi xuống nào, xuống đi. Quay vòng vòng cứ như là thằng khờ. Quay, đã bảo xuống rồi mà bấm ô liên tục mà không chịu xuống. Giờ hết stealth nổi. Mình cố gắng stealth lắm rồi đó, nhưng mà vấn đề là mọi thứ không được cho phép cho lắm. Trong khi là mình chuẩn bị stealth, cái là tụi nó lại thấy mình. Mình đang cố gắng lắm mà nó cứ bị phát hiện hoài. Để coi như thế nào. Còn mình mặc dù vậy thì mình cũng đã giết được mấy thằng này rồi. Rồi cứa cổ quá ư là bạo lực. Sabotage. Phá chuông, ok. Sabotage được cái chuông rồi, chúng ta sẽ làm như vậy. Lord Guillaume de Roussel has generously agreed to our price of 40%. An act of desperation. What about the priest? You'll come around. Your confidence is infectious, Sivert. My boys will have the wagon ready. Here are the details. Make sure it goes smoothly. Of course. Make sure that it goes smoothly, cretin. When have I ever... Murder! Murder! These bastards help! Always have bodyguards. Well... Ôi vãi liền, coi thấy cái ông đó không? Ông nhảy từ bên dưới phía trên cao xuống nhảy ầm một cái. Nói mặt thằng nhỏ. Nhỏ, không còn được sống. Và thằng này nói cho cố vô. Làm phải cho tỉnh luôn. Kiểu này là hết nói chuyện. Loot à. Tôi ăn cấp độ quan này đi, xem này có tiền không ta. Cái gì xài được đưa hết cho bố. Tobacco hình như này thuốc lá mà. Steel hình như mình phải lấy gì trong đó trong đây. Smoke bomb. Thằng này nó chứa smoke bomb. Ồ không. Thằng này nó có evidence, có bằng chứng trong đây. Ý chết mẹ nó thấy đường. Smoke bomb hả? Smoke bomb, bấm bên tay trái rồi bấm R1 để thả nó. R1 để drop bomb. Bomb thì cũng được. Nhưng mà tụi nó tấn công đông quá, chứ mình nghĩ là mình sẽ dùng bomb đi. R1, ok. Chạy. Cứ như ninja, mỗi lần thả bomb chạy như một điện, không biết nó thấy mình không nữa. Nhưng mà nãy mình thả nó rồi, chắc là nó cũng không để ý đâu ha. Đúng rồi, nó giờ chuyển sang vàng rồi, chắc là nó không để ý mình đâu. 50 Greek Boys à. Mình đang cố gắng mình chạy hết tốc lực để xem tụi nó có phát hiện mình ở đây nữa hay không. Để xem trong bên đây đâu có ai nữa không, chắc mình chạy chắc ok rồi. Mình nhảy rồi, nhảy qua cái tường rào này rồi nhảy qua kia chắc là tụi nó sẽ không để ý nữa. Hết chưa? Carver kills. Escape the Consigliere. Hình như đâu đây, ý. Gì đó đó vậy? Cái gì nó... Ủa, nó giết người giữa đường phố luôn. Kill the criminal. Rồi, thằng này nó dùng Phantom Play, nó chém phải chết luôn. Thôi mình được 2000 mấy F nè.
để dành nó mua quần áo mới. Rồi, cái gì đây? 500F à? 500F. À, cái này là nhiệm vụ ngoài. Vấn đề là bây giờ đi đâu đây ta? Point San Michael. Nói chung cái map này cũng nhìn khó nhìn lắm. Nhìn muốn lộn mắt ra cho nên mình cũng chả để yên nhìn map làm gì, cứ chạy đại thôi chứ sao vậy. Go to the Rendezvous Point. Chạy tới cái điểm yêu cầu. Đi xem như thế nào. Rồi mình nói chung là mình mặc cái áo này đúng là đúng nổi thiệt. Nổi nhất phố luôn á. Phải công nhận là điều đó. Gần tới rồi. Nó hiện lên mi map rồi. Sáu mấy. Như bên đây nó có ai hay sao á. Rồi, tại mình thấy là hiện hình của mát cho nên mình phải đi từ từ lại. Nếu không thì có mình chạy liên tục thì sẽ để ý mình. Kiểu như nó phát hiện, kiểu như nó coi mình như là địch. Cứ mỗi lần như vậy là nó cứ làm như thế thì mình phải chạy liên tục. Ba mươi mấy. Ê, gần tới. Ờ đúng rồi, ổng cái ông hồi nãy kìa. Ông đứng đây nè. Merde. Patriots. These imbeciles will pick a fight with anyone. Try not to draw their attention. Shouldn't we stop them? Stop them. Avoid them. Doesn't matter. There's always more fanatics. Can't save everyone, Pisspot. Well, there's a cheery thought. Mấy cái thằng áo màu đỏ này là mình cũng không rõ nó là gì, nhưng mà mấy thằng này được trả tiền bởi Templars. Nó chuyên đi phá làng, phá xóm, đại loại như vậy. Cho nên mình phải tránh mấy thằng này ra, kiểu như không nên lại gần nó sẽ phát hiện ra mình và nó kiểu như nó tấn công mình luôn. Vì nó chơi là mấy thằng này không có gì tốt hết á, chúng ta không nên lại gần hoặc chơi chung với tụi nó. Tại vì tụi nó là lính của Templars cho nên mình cũng phải cẩn thận. Chứ không là tụi nó sẽ có ngày tố giác rồi tấn công cả mình nữa. Để coi, lần này lên nóc nào, lên nóc nhà là bắt con gà. Lên nóc nhà, ôi đẹp quá. Ôi nhìn trên đây đẹp thiệt. Ôi nhìn đẹp thế. Chắc chúng ta phải chụp một tấm á. Chụp một tấm nào. 1, 2, 3. Ok, đi tiếp nào. Đi. Ôi. Còn một tay. Hơn quá nãy nhảy xuống rồi còn rớt cái là chết luôn. Thằng này có phải công nhận là nó đi giữ thăng bằng một cách là bá đạo thì cái mình không ngờ là nó đi trên sợi dây mà nó có thể giữ cân bằng một kinh gì. Mình không ngờ. Mấy này đúng là boss roll chuyên nghiệp à. Nhảy gì mà không sợ té. Ôi, nhảy. Mẹm nữa té. Hơn còn cái cứ cái gờ hay cái gì đó vịn vô thì cũng đỡ. Chứ không là té là cũng chết rồi, chứ không phải bình thường đâu. Ôi, nó sao cái ông kia chạy gì nhanh như điện vậy? Mình đang cố chạy hết tốc lực để dí theo ông này mà mới đó ổng 180 mấy mét. Mà giờ nó hết tăng rồi chứ mình nghĩ là ổng đứng lại rồi hay gì á. Chắc do mình chạy chậm quá chăng. Mình đang cố gắng chạy nhanh hết mức, nhảy qua nhảy lại. Chứ không có cách nào, không có di chuyển. Nhưng một cách nhà trên nóc nhà nó đông quá. Mình cũng nhiều nhà rồi, nhiều cái ngói rồi, phải có nhiều cái chỗ chặn này nọ. Rất là khó di chuyển cho nên muốn di chuyển nhanh cũng rất là khó. Còn phải có kỹ năng này nọ. Và mình mới chơi Assassin's Creed lần đầu rồi, cho nên việc điều khiển cũng rất là không có gì gọi là ổn cho lắm. Nhưng mình đang cố gắng chạy rất là nhanh rồi. Nhưng mà sao cái ông này chạy cứ như điện á. Mới đó chạy tới đâu luôn. Mình cũng cố gắng lắm nhưng mà không được may mắn thôi. Ôi, không chạy xuống ngay tới ngay cái chỗ gần cống luôn rồi. Giờ làm gì đây ta? Đi xuống hả? Nhảy xuống kiểu gì đây? Nhảy luôn hả? Ờ đúng rồi, ngay đây có cái ban công là nhảy xuống. Ok, là chúng ta đã xuống dưới tới cùng rồi. Qua cả sông luôn hả? Assassin biết bơi không? Theo mình nghĩ là biết. Tại vì Assassin có thể giết cả đống người mà không biết bơi là mới là vấn đề lạ. Mà cũng đâu có sao, cái chỗ này nước nó cạn mà phải không? Thì mình nghĩ là vậy, nhìn nước nó chút xíu à. Swim faster, ok. Mà mình cũng đã lên bờ rồi, gần tới rồi. Sắp tới rồi. Vô. Không, mà chỗ này chỗ nào vậy? Thì chú dắt tôi đi đâu vậy? Interact, mở cửa hả? What the fuck? Hello, my friend.
So what happens next? Take this ledger full of Templar records to Mirabeau. Proceeds to do nothing with it. You don't seem terribly fond of him. He's a politician. Sees himself as a great peacemaker. He thinks he can end the war between assassins and Templars, bring the revolution to a happy conclusion, and convince dogs and cats to live together in peace. And that's bad? Customs agents of France can rest easy. Arpinot's dead. Shaking down imprisoned nobles seems a bit out of his oeuvre. What are the Templars up to? If we hadn't spent the last year hobbled by your damned truce, we might know that. He has a point, Honoré. The truce was with Grand Master de la Serre. The man's been dead for 2 years. Whoever's in charge now, you can be certain they aren't sitting idle. We might have learned more had we not allowed Sivert to escape. Sivert was there? I know your heart is set on keeping the peace, but bringing Monsieur de la Serre's killer to justice would count for something, wouldn't it? Yes, it would. But do not confuse your personal vendetta with a sound strategy. If he wants to kill Templars, let him kill Templars. I've taught him all I can. Boy's ready. Very well. Assassin. I charge you to go to Notre Dame de Paris and to find there the Templar agent, Charles Gabriel Sivert. You will learn his secrets, and when you have done so, you will bring him peace in accordance with our tenets. Và tới đây là kết thúc rồi nha bạn. Mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể với tập 5.